Mọi người có thắc mắc ở công ty mình thì ngồi nghề kiểu gì không nhở? Để hôm nay mình review cho mọi người xem qua một vòng cuộc sống của mình ở công ty bất động sản sẽ như thế nào nhá. Thường tụi mình sẽ ngủ dưới nền, chiếu nệm và chăn thì cũng như ở phòng trọ thôi. Được cái ở đây thì không tốn tiền ở và có điều hòa nữa. Còn chăn chiếu thì cứ trải ngang trải dọc giữa lối đi mà nằm, chỗ nào mà chả được. Vì chi nhánh văn phòng đặt ở trong chung cư á, nên là cái nhà vệ sinh thì phải đi thang máy mới lên được. Vâng, hi chào mọi người, lại là mình Đoàn Quần Đùi đây. Nhưng nay mình mặc quần dài nhá. Sáng ra thì cứ phải chà răng lau cái mặt rồi muốn làm gì tiếp thì làm. Lúc lên tới đây thì chơi thang máy, chứ lúc xuống chung cư thì đông lắm nên là phải quất thang bộ. Nay là thứ hai đầu tuần mình kiêm luôn thư ký, tại thư ký hôm nay nghỉ mất rồi. Làm ăn thì mình tin vào tâm linh lắm nhá. Người ta bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Mình mua ít hoa quả về cúng ông địa để cầu cho một tuần mới bình an và tràn đầy may mắn thuận lợi. Cái công đoạn thay đồ thì đừng có chị em nào hỏi là sao không quay nhá. Nhưng mà nếu mà có chị em nào có thắc mắc á thì mình xin giới thiệu đây là khu vực thay đồ đây này. Đừng hòng mà xem được cái gì nhá. Còn đây chỗ này là chỗ để chăn gối của công ty mình này. Cả công ty mình dùng để ngủ trưa. Trưa cứ phải ngủ một xíu thì nó mới tỉnh người được. Hôm nào cũng ngủ trưa tầm 15-30 phút là khỏe người ngay. Trưa nào mà không ngủ là y rằng chiều ngơ ngơ luôn ấy. Chỗ này là chỗ nước để điều hòa chảy xuống này, cũng tiện lắm. Rửa chân tay, đồ đạc linh tinh thì cứ mang ra đây để rửa. Nhưng mà nước cúng với nước nở bình hoa thì mình dùng nước khác nhá. Cúng thì cũng đơn giản thôi, chỉ là một đĩa trái cây và 2 bình hoa là được. Mọi người đây có anh em nào ở Tây Nguyên mà trồng cà phê nhưng mà không uống được cà phê không nhở? Quê mình trồng cà phê nhưng mà uống cà phê là bị say nguyên ngày luôn đấy. Mà lâu lâu mình cũng bị thèm cà phê, thế nên là ăn sáng làm ít cà phê cho đúng văn hóa của Sài Gòn. Lâu lâu mình dám uống thôi. Công ty mình cứ 8 giờ sáng là bắt đầu làm việc. Rồi mình lại chiến tiếp đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành nha.